nhằm mở rộng cơ hội giao lưu lan truyền cảm hứng văn học đến với thầy cô các nhà khoa học sinh viên và tất cả những ai yêu thích văn chương trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia tp hcm tổ chức buổi tọa đàm khoa học hàn khan và kỳ tích văn chương của xứ sở kim chi Han Kang là nữ nhà văn Hàn Quốc vừa mới nhận giải Nobel Văn học năm 2024. Bà là nhà văn nữ Châu Á đầu tiên được trao giải thưởng văn học danh giá bậc nhất toàn cầu, góp phần tạo nên kỳ tích văn chương của xứ sở kim chi. Tại trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, nhiều giảng viên, sinh viên, nhất là ở các khoa giảng dạy, nghiên cứu ngôn ngữ văn học Hàn Quốc, đã có mối dây gắn bó tinh thần với nữ văn sĩ Han Kang. Hôm qua, những cuốn sách đã được dịch ở Việt Nam như Người ăn chay, Bản chất người, Trắng với niềm đồng cảm sẽ chia về thân phận con người. Buổi tòa đàm đã bàn luận về văn nghiệp của nhà văn Han Kang với những điểm nhấn về bản sắc văn hóa Hàn Quốc, giá trị nhân văn, giá trị nữ quyền về sinh thái, đặc trưng tư duy ngôn ngữ nghệ thuật trong thế giới tác phẩm của bà, cũng như cách thức lan tỏa những giá trị văn học, văn hóa của Hàn Quốc trong không gian toàn cầu, từ đó giúp mọi người có thể suy ngẫm về văn chương Việt Nam và khu vực Đông Á, Châu Á về những giá trị riêng, bản sắc riêng mà chúng ta có thể mang đến với thế giới.